Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả những người anh em đã quay trở lại với kênh của Skill. Wow. Đậu xanh thằng nào nhảy ngay phía dưới mình vậy? Ok, hiện tại thì Kẹo đã có cho mình được ngay một khẩu súng đó là M451 cộng với M79 nhá. Đây, em ơi, có giỏi thì lên đây mà đứng đi em. Anh cho ăn ngay cái quả phóng lựu này thì xanh mộ nhà em. Úi dồi ôi em ơi. Úi dồi ôi em ơi, xanh mộ chưa em. Anh đã cảnh cáo với chú rồi cơ mà, nhưng mà vẫn không nghe cả. Không nghe vậy nên là anh chịu chú nha. Ok mọi người ơi, và bây giờ thì Kẹo sẽ phải quần máu cái đã. À, cái đậu xanh, mày chạy hả em? Em ơi, mày chạy hả em? Khá là nhanh chóng thì Kẹo đã có cho mình được hai mạng đầu tiên rồi nha các bạn ơi. Nói chung là cái gì cũng phải từ từ và Kẹo sẽ quấn cho đầy máu cái đã. Đấy, chơi game thì anh em để ý cái vạch HP cho mình. Nếu như mà cái vạch HP nó ít quá thì anh em hãy chịu khó và bơm máu vào cái đã. Sau đấy là chiến đấu sau. Đó, được chưa mọi người? Ui, cái đậu xanh ở ngay trên phía này có người này. Rồi, ở ngay hướng về kép hả em? Anh tưởng là chú đang ở đâu cơ, thì ra là ở ngay hướng đấy thì dễ dàng mà kill thôi bạn ơi. Đó, và đây sẽ là túi cứu thương cuối cùng của Kẹo. Ok. Ui, phía trên cũng có người nữa cả. Này là thế gọc tìm hả anh em? Thế thì ghê rồi, mình lại sợ chúng nó quá cơ. Ok ok. Đấy, các bạn là Kẹo sẽ nhanh chóng và lút đồ cái đã. Không việc gì phải vội cả nha mọi người ơi. Nói chung là cứ chơi từ từ thì anh em sẽ dễ dàng và kiếm top 1 thôi ạ. Vâng. Có thể heo mày định làm gì ở đấy vậy hả? À, ngồi thủ nhà hả em ơi? Mày ngồi thủ nhà với anh à? Ok. Cái đậu xanh nhà này vẫn đang kiên trì ngồi đấy hả em? Ui giời ơi, tự nhiên lâu lâu chơi game lại gặp mấy cái ông thủ nhà như này. Thật sự là mệt mỏi quá cơ các bạn ạ. Thế với anh em luôn, là quá mệt mỏi luôn anh em ơi. Nào nào, ra khỏi nhà đi em ơi. Đừng rụt cổ như một con rùa nữa vậy hả em ơi? Cổ lâu lâu gặp mấy đứa kiểu toàn thủ nhà như vậy thì Kẹo rất là chán các bạn ơi. Ok, để coi nào. À, rất là xin lỗi mọi người bởi vì là trong vài ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thì Kẹo không có làm video cho mọi người xem nhé. Thì bây giờ Kẹo đã quay trở lại. Tất nhiên là sẽ cố gắng làm thật nhiều video cho mọi người xem ạ. Anh em đừng quên đó là hãy đăng ký kênh cũng như là chia sẻ những video của Kẹo nhé. Ui, cái đậu xanh. Ui dồi ôi, ở ngay hướng 285 này và nó vẫn đang thủ nhà. Tôi nghĩ là bao giờ thì bạn mới hết thủ nhà vậy? Thanh niên này công nhận là chơi nhây vãi trưởng em ơi. Anh lại sợ chú quá rồi đấy em ơi. Hey you. Adu, xanh mộ cho em. Anh đã bảo với chú rồi cơ mà, cứ ngồi như vậy thì xanh mộ là đúng rồi nha em. Đây ok. Bây giờ thì Kẹo sẽ chạy xuống dưới cái đã. Làm gì mà căng hả anh em? Đấy, và tranh thủ. Nói chung là Kẹo sẽ chạy lên và lút xác nó luôn anh em ạ. Thanh niên này chơi ngáo quá cơ nên là mới đai nhá. Cơ bản là cứ thủ nhà mãi vậy. Hình như là không có máu nhưng mà vẫn ngồi thủ nhà nên là xanh mộ nhà em. Ok, khá là ngon tại vì là cái hòm sắt của bạn này có một khẩu súng ska nhá. À, bình thường là Kẹo toàn có chơi format thôi mọi người ơi. Nếu mà như ngày hôm nay không có thì chơi tạm ska cũng được. Bởi vì là dạo trước thì mình cũng best ska mà bắn ska phải gọi là sấy kinh điển anh em ạ. Những cái pha sấy kinh điển. Tôi sấy ska thì khủng khiếp rồi anh em ơi. À, nói chung là vẫn chia sẻ với anh em là ska nó là một cái loại súng trường nó vô cùng là ổn định. Ổn định ở cái tốc độ bắn nhanh này, với lại cái lượng sát thương vừa phải cũng như là cái độ giật của súng nó vô cùng là thấp. Nếu như mà anh em nào mới tập chơi Free Fire thì mình đề xuất cho anh em là nên dùng cái khẩu ska mọi người nhé. Ngoài ra thì ska có thể kết hợp với những cái khẩu súng tiểu liên đó là MP40 này. Đấy anh em ạ. Nói chung là MP40 nó là một cái vũ khí không thể thiếu được trong mỗi trận đấu Free Fire của mình. Lâu lâu thì anh em có thể là thay đổi một xíu, ví dụ như là chơi combo một súng trường một súng bắn tỉa thì nó cũng được thôi. Đôi lúc là Kẹo còn chơi cái combo dị nữa, ví dụ như là mình lại dùng M79 kết hợp với lại MP40. Tức là bắn ở xa thì dùng M79, bắn ở gần thì lại dùng MP40. Đấy, nói chung là bắn chỉ ở tầm trung thôi anh em ạ. À, cái đậu xanh, thế nào, ở trên nóc nhà kia vậy hả? Ôi bạn ơi, từ từ. Mặc kệ, Kẹo không quan tâm nha các bạn ơi. Kẹo sẽ lên trên nhà và nói chung là sẽ kiếm thêm túi máu này. Đấy, ok, tiếp tục có thêm được một túi máu. Cơ bản là từ nãy giờ thì Kẹo có túi máu nào đâu. Nó lại nghèo quá cơ anh em ạ. Hey you, ở đây không có ai cả.
Tôi lại kiểu vừa nói tiếng Anh nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt, anh em xem thấy thế nào ạ? Anh em có cảm thấy khó chịu không ạ? Hey you giống như kiểu như là hello thanh niên đấy, kiểu kiểu như vậy anh em ạ. Ok, thế là kẹo đã có cho mình được bạn thứ 4 rồi nha. Giới thiệu với anh em là đây nó sẽ là cái tính năng mới mà được thêm vào mấy ngày nghỉ lễ, kẹo chưa có kịp trải nghiệm cho anh em. Thì bây giờ kẹo sẽ trải nghiệm cho mọi người xem nhé. Đây các bạn có thể gọi nó là bệ phóng này hoặc là tên lửa cũng được anh em ạ. Ok, đấy thì anh em sẽ chọn tọa độ và anh em chỉ cần là nhấn 2 lần vào nút nhảy. Đó anh em ơi. Ok đây, nhấn luôn nhỉ mọi người. Đấy thì nó sẽ bay lên, gọi là cực kỳ là ngầu. Thế là anh em chỉ cần ấn một lần vào thôi anh em ạ, và chờ nó bay lên cũng được. Hình là vậy, chứ còn là không như thế là phải nhấn 2 lần đâu các bạn ơi. Đâm ra là mình bay hơi ngu, thế là bây giờ lại phải chạy từ từ vào bo này. Anh em thấy kẹo ngu không ạ? Không sao cả, có một cái chiếc xe lam thì chạy tạm cũng ok đấy, vẫn ổn mà anh em. Đai ở đai thế nào được không? Bo này bo đầu mà, thì bo nó thu chậm thôi, và cái lượng sát thương từ vòng bo điện ấy nó tác động lên người chúng ta nó cũng khá là thấp, nên là các bạn sẽ không cần phải lo lắng nhá. À, ba lô ba này kẹo có rồi, bây giờ là lượm thêm túi máu này. Ok, như vậy thì kẹo đã có được 2 túi máu rồi nha các bạn ơi. Và tất nhiên là chạy thử qua phía này coi nào. Wow. phía này hình như là có một cái, đúng rồi nha, mà lại có một bệ phóng này, và kẹo sẽ phi thẳng sang lên trên. Ok, dùng luôn bệ phóng nhỉ, không biết là xe có bay không nhỉ anh em. Nói chung thì là tôi vẫn đang nghi ngờ, nhưng mà như vậy các bạn có thể thấy được rằng là xe thì nó không thể bay được lên trên bệ phóng mà anh em ạ, chỉ là bay được người thôi anh em ạ. À, lại có thêm một đứa này anh em ơi. Ok, thế thì tham hả em ơi, chạy đi đâu hả em ơi. Mày đi chạy đi ngay với anh lại toát rồi em ơi, chuẩn bị lên bảng đến số này em. Ok, và kẹo đã có cho mình được bạn thứ 5. Ây da, anh đã bảo cơ mà, chạy làm cái gì, chạy làm cái gì, để rồi lại phải đai nhá. Vâng, vậy là chỉ còn lại có 9 người chơi nữa ở trong cái vài đấu này. Trận này thì cố gắng kiếm lấy cái top 1 luôn nhỉ mọi người. Ngoài ra thì trong mấy ngày nghỉ lễ thì nó còn có cả thêm giày bật nữa cơ anh em ơi. Nhưng mà tôi thì lại không có chơi game, nên là đâm ra lại không làm video cho mọi người xem được. Đấy, chắc chắn là đây thì có rất là nhiều anh em trải nghiệm cái giày bật trong mấy ngày nghỉ lễ rồi không các bạn ơi. Tức là toàn bộ bản đồ anh em sẽ có thể là nhảy cao được hết nếu như mà anh em có được giày bật nhá. Ok, ăn tạm mà nấm cơ bản là mình tiết kiệm cái thú thương đấy, cho cái vạch EP nó tự cộng vào HP cũng được, đâu còn sao đâu mọi người. Đây, let's go. Và chúng ta sẽ lục lọi trong cái level này và phát hiện ra là chẳng có gì cả. Ây à, không có gì cả thì lục lọi làm cái gì hả các bạn ơi. Nào nào, nào nào. Oh, what the hell. Nói chung là hôm nay thì thung lũng nó lại bị vắng đấy các bạn ạ. Không sao cả, cứ từ từ chúng ta sẽ kiếm được người mà thôi anh em ơi. Tất nhiên là kẹo sẽ chạy tạm lên cái phía trên này coi. Đó, xem là có cái động tĩnh gì hay không. Ui, một thanh niên nữa lại phải rời khỏi trận đấu và chỉ còn lại có 5 người chơi thôi anh em ạ. Như vậy là cơ hội chiến thắng của kẹo đang đến rất là gần rồi nha các bạn ơi. Nào nào để coi nào. Vừa chạy vừa bật ống ngắm và vừa kiểm tra xung quanh xem là có đứa nào cũng cùng chạy như mình hay không. Thì kẹo sẽ sấy luôn nha các bạn ơi. Thôi kệ đi mọi người ạ, chúng ta sẽ lên thử phía trên cái đã. Đây chính là khu cổng trời nha anh em. Wow, và còn có 5 mạ thôi. Cố gắng và kiếm lấy một cái trận top 1 luôn. Đây đây, let's go. Wow, à cái đậu xanh ở ngay phía trên này thằng nào. Chạy có xe Monster Truck cả. À đủ em ơi, mày chạy Monster Truck hả em ơi. Đây, anh lên luôn. Chú chạy với anh à, anh lại sợ chú quá cơ. À, cái chú kia trường học cũng có người đấy hả. À anh thấy rồi nhá. Thế là ngồi xong chú hả em ơi. Rồi đối hai đứa này, chú mày lại cứ kiểu như là vẩn vẩn trước mặt anh à. Đấy, lởn vởn trước mặt anh là anh còn xanh mộ bây giờ. Thế này, rồi, anh em. Ok, xanh mộ luôn nhé em ơi. Trời ơi, anh đã bảo rồi, sao chú lại lởn vởn trước mặt anh như vậy. Thế thì xanh mộ là đúng rồi em ơi. Ok, và còn một thằng nữa nó chạy một thằng chắc qua đây. Đây đấy, à đây à. Mày vòng lại mày định cán anh hả. À mày vòng lại mày định cán anh hả. Ui dồi ôi em ơi. Này bảo nhá, bây giờ là xuống xe ngay vào luôn, không có nói nhiều đâu em ạ. Xuống xe ngay vào luôn này. À cái đậu xanh này, xuống xe ngay vào luôn này, chạy đi em. Và ok, xanh mộ, kẹo đã có cho mình được mạng thứ 7. Thật ra thì nói 7 cho nó tây thôi các bạn ơi, chứ còn là bây giờ thì kẹo đã kêu được 7 mạng. Và ngoài ra thì mình vừa đổi khẩu Scar lấy khẩu M79 nhá. Đấy, đây là lúc kẹo sẽ chơi cái combo súng dị, đó là M79 cộng với MP40 các bạn ơi. Đấy, combo này thì nói chung là chỉ bắn tốt ở tầm trung thôi nha em ơi, chứ còn là tầm xa thì chúng nó sẽ sấy cho chúng ta kiểu như là SML luôn các bạn ơi. Ok,
Không sao cả, khi mà hiện tại thì kẹo vẫn đang còn sẵn, đó là một cái bom keo. Nếu như mà đang bị sập bất ngờ ấy, thì kẹo sẽ nhanh chóng dựng cái bom keo ra các bạn ơi. Đó là cái cách giải quyết khi mà anh em chỉ dùng cái combo súng này. Combo súng công nhận là dị vãi trưởng. Nói chung là rất ít người người ta chơi cái combo súng này anh em ạ. Nào, và còn lại 3 người chơi nữa thôi à. Tất nhiên là chúng ta sẽ từ từ và kiếm mạng và đi săn chúng nó thôi anh em ạ. Không việc gì phải vội cả, từ từ rồi là khoai sẽ nhừ, từ từ rồi là gạo sẽ nấu chín thành cơm. Đấy, anh em đã nghe rõ chưa ạ? Wow, lượn lờ coi. Cuộc sống đó là đi 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 và chúng ta sẽ cùng đi xa bạn anh em ơi. Cuộc đời là những chuyến đi mà anh em. Wow, để coi. 3 người chơi nữa thôi hả anh em? Úi dồi ôi, thật sự là tôi chẳng biết là ba đứa còn lại ở đâu cơ. Nhưng mà thôi kệ đi, cứ lận lờ xem là thấy đứa nào thì kêu đứa đấy thôi anh em. À, phía trước chúng ta ở ngay phía 165 thì có một cái UAV nhá. Ồ, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của UAV rồi anh em ơi. Nào nào, chạy thẳng vào cái nào. Chạy thẳng vào, chúng ta sẽ dễ dàng kiếm người hơn rất nhiều các bạn ơi. À, có thính đấy hả? Sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của thính rồi anh em ơi. Đấy đấy, đấy, ui dồi ôi, thính lan nhìn hấp dẫn chưa kìa. Và chạy xuống xem là chúng ta sẽ lượm được cái trang bị súng chất gì đây anh em ơi. Wow, để coi xem là chúng ta sẽ có gì. Ui dồi ôi, quá đã luôn, hôm nay là chơi ngay M79 lại có thêm 2 viên đạn phóng lựu nữa thì tuyệt vời rồi anh em. À, ở ngay phía dưới hướng 120 này, hình như là chỗ căn nhà Doraemon chúng nó lại vừa xấy nhau cả. Ok ok, để coi. Các bạn lại xấy nhau kinh vậy cả. À, các bạn không đợi mình đến góc vui cả. Oh, hay lắm em ạ. Đây, bây giờ kẹo sẽ chạy xuống luôn nha các bạn ơi. Nào nào. Úi dồi, chạy hơi ngáo tí, đâm ra lại mất một xíu máu các bạn ơi. Ngồi tạm đây, mình có 5 viên phóng lựu cơ mà. Này thiên nhiên, bạn có thích ăn no đạn M79 không vậy bạn? Uầy, cái đạn này là đạn tỷ lệ đó là 40mm nha anh em ơi. Cẩn thận là xanh mộ nhé em ơi. Nào nào, để coi nào. Úi dồi ôi, hello hello, thanh niên đâu giờ vậy hả em? À, phía trên này thì cũng chưa thấy luôn các bạn ơi. Ủa, thế là nó đâu vậy? Uầy, cái bắt đỡ heo, cái lúc mà kẹo chạy xuống thì nó lại chạy lên. Như này thì chịu hẳn rồi nha em ơi. Đâm ra lại mệt mỏi quá cơ. Thế là bây giờ thì kẹo lại phải vượt đồi để chạy lên trên. Chạy lên trên để kiếm mạng và săn mạng thôi, chứ còn là biết sao giờ nữa hả anh em ơi. Bởi vì là nó lại chạy lên trên. Đấy, mình là mình chuyên phải chạy theo kẻ địch thôi các bạn ơi. Ok, còn 2 mạng cuối này. 2 mạng cuối thì cố gắng kill nốt 2 đứa, lấy 9 kill rồi là lấy top 1. Anh em thấy là có hợp lý không ạ? Quá là hợp lý luôn phải không anh em? Đây nha. Ui, lên luôn lên luôn. Hiện tại là còn lại có 2 thằng nữa thôi mà các bạn. Sao phải ngại hả? Ok, tôi nghĩ là ở gần khu này sẽ có thêm một đứa nha các bạn ơi. Hiện tại thì kẹo đã có được mũ 3, giáp 3 và ba lô 3 nhá. Đấy, FP còn 40/200 này và máu nó còn đầy luôn. Nào. Úi dồi ôi, người đâu? À, kia rồi, sau hàng rào hả em? Úi dồi ôi, một viên M79 này. Viên M79 thứ hai này và xanh mộ luôn này. Ui, cái này câu liệu ghê vậy. Ây, thế là trong cái pha giao tranh này thì kẹo đã mất hơn 100 máu cả. Ghê. Thế thì mình sợ rồi. Bài học rút ra là đừng bao giờ coi thường những cái thằng ném lựu anh em ạ. Ok, kẹo sẽ nhanh chóng rút đồ thêm cái đá. Nào, bây giờ còn lại là 3 viên M79 nhá. Thằng nào muốn ăn đạn M79 không vậy? Thằng cuối đâu? Hey, thằng cuối đâu vậy? À, anh xem là chú đang ở đâu nhá. Anh cho chú ăn đạn no M79 luôn. Em ơi, em đâu rồi? Bây giờ sẽ là tình tiết hấp dẫn nhất trong cái trận đấu ngày hôm nay, đó là kẹo sẽ tìm kẻ địch thằng cuối cùng và cho nó ăn đạn M79 luôn. Đấy, đạn M79 thì ăn nó thì cực thốn rồi nha mà, anh em cũng biết rồi mà. Bởi vì nó là đạn phóng lựu nên là bắn rất là ghê rồi nhá. Ồ, thằng cuối đâu? Nào, lượn lờ coi anh em ơi. Bo mặc dù là không nhỏ cho lắm nhưng mà tôi nghĩ là sẽ có thể là sớm tìm thấy được thằng cuối mà thôi các bạn ơi. Tức là bo cuối này thì nó sẽ chắc chắn là thu tại cổng trời. Wow, hello, thanh niên cuối đâu rồi? Còn lại còn là 10 chân nữa thì vòng bo điện sẽ thu lại nhá. Lượn lờ qua phía này coi. Ui dồi ôi, có thể ai đâu anh em. À, mày câu lựu à? Ui dồi anh em ơi, chạy nhanh, chạy nhanh vào luôn. Ui, dựng bom keo cái đá đấy, đấy em ơi. Ăn đạn M79 nha em.
ok một viên và lên bảng điểm số luôn. Yeah. Cần nhân gấp rồi nhá mọi người. Nhảy lên nào, ăn mừng một cách đó là thăng long quyền này các bạn ơi, bật ghế nào và nhảy lên. Ok, mình sẽ bắn phóng liệu để ăn mừng luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.